Thưa quý vị, hội nghị giữa đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Kon Tum và đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Situng Treng, Vương quốc Campuchia đã diễn ra vào sáng nay, ngày 28 tháng 12. Hội nghị nhằm tiếp tục tăng cường, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết toàn diện giữa tỉnh Kon Tum với tỉnh Situng Treng. Đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh Kon Tum do Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Situng Treng, Vương quốc Campuchia do Ngài Svay Samyen, tỉnh trưởng làm trưởng đoàn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn khẳng định, hội nghị hợp tác giữa hai tỉnh là sự kiện quan trọng trong quan hệ của hai tỉnh, là minh chứng cho sự củng cố và vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa nhân dân hai tỉnh Kon Tum, Situng Treng ngày càng mở rộng, bền vững và mãi mãi trường tồn. Mặc dù tỉnh Kon Tum và tỉnh Situng Treng không có chung đường biên giới, nhưng xét về điều kiện tự nhiên, tài nguyên, thổ nhưỡng có nhiều điểm tương đồng, có thể hỗ trợ nhau cùng hợp tác phát triển trên các lĩnh vực mà mỗi bên quan tâm. Để tiếp tục khai thác, phát huy tối đa tiềm năng hợp tác giữa hai tỉnh trong thời gian tới, tại hội nghị này, trên tinh thần hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, hai bên cùng đánh giá kỹ kết quả đã đạt được, chỉ ra những khó khăn vướng mắc và đề xuất phương hướng, hình thức hợp tác thiết thực, toàn diện, đột phá trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian đến, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai tỉnh ngày càng thiết thực và đi vào chiều sâu, đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của mỗi tỉnh, góp phần giữ gìn và vun đắp mối quan hệ hữu nghị, vĩ đại, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh nói riêng, giữa hai nước Việt Nam, Campuchia nói chung. Tại hội nghị, tỉnh Kon Tum đã trao đổi về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2022, kết quả hợp tác giữa tỉnh Kon Tum với tỉnh Situng Treng từ năm 2016 đến nay. Trên cơ sở đánh giá kết quả chương trình hợp tác thời gian qua, đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh đã thảo luận chương trình hợp tác trong thời gian tới. Kết quả, hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 5 nội dung trọng tâm, gồm lĩnh vực hợp tác, phát triển kinh tế, dịch vụ, văn hóa xã hội, y tế, hoạt động, trao đổi đoàn và tổ chức thực hiện.